Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh của cô Hương Giang. Video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp chủ đề 8, đồ chơi, trò chơi, học bài số 5, ôn tập và kể chuyện. Các em hãy dỡ sách giáo khoa ra trang số 88. Phần đầu tiên của bài học, quan sát tranh cô thấy có một cái đu quay. Trên đu quay có gắn các vần mà chúng ta đã được học ở các bài học trước đó. Đó là vần ai, vần oi, vần ôi, vần ơi, vần ui, vần ơi vần ai và vần ai các em hãy cho cô biết vần ai vần oi vần ôi vần ơi vần ui và vần ơi có điểm gì giống nhau và điểm gì khác nhau à vần ai vần oi vần ôi vần ơi vần ui và vần ơi giống nhau ở chỗ đều cấu tạo bởi hai âm và có âm y là chữ y ngắn đứng cuối. Khác nhau ở chỗ, vần ai có âm a đứng đầu, vần oi có âm o đứng đầu, vần ôi có âm ô đứng đầu, vần ơi có âm ơ đứng đầu, vần ui có âm u đứng đầu, còn vần ươi có âm ư đứng đầu. Tiếp theo, các em hãy cho cô biết vần ai và vần ai có điểm gì giống nhau và điểm gì khác nhau. A. À, vần ai và vần ai giống nhau ở chỗ cũng được cấu tạo bởi hai âm và đều có âm y là chữ y dài đứng cuối. Khác nhau là vần ai thì có âm a đứng đầu còn vần ai thì có âm ớ đứng đầu bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm một số tiếng có chứa các vần được gắn trên chiếc đu quay này nhé vần ai cô tìm được tiếng sai tiếng vải tiếng nai còn rất nhiều tiếng khác có chứa văn ai. Cô dùng dấu ba chấm để thể hiện là còn rất nhiều ví dụ khác, chúng ta chưa liệt kê hết. Phần oi cô tìm được tiếng sỏi, tiếng mỏi, tiếng voi. Phần ôi cô tìm được tiếng nội, tiếng đội, tiếng lôi. Vần ơi cô tìm được tiếng khơi, tiếng rơi, tiếng đợi. Vần ui cô tìm được tiếng vui, tiếng mũi, tiếng chui. Vần ơi cô tìm được tiếng gửi, tiếng cười, tiếng chửi. Vần ai cô tìm được tiếng tay tiếng say, tiếng chạy. Vần ai cô tìm được tiếng cây, tiếng thấy, tiếng dây. Các em à, vừa rồi cô đã ôn lại các vần mà cô đã dạy các em ở các bài học trước đó. Bây giờ, cô sẽ chuyển sang phần luyện đọc bài học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc bài thơ có tựa đề là quà của bé tác giả bài thơ tên là hải châu bây giờ cô sẽ đọc mẫu bài cho các em nghe nhé quà của bé ba gửi bé túi đồ chơi này xe hơi còi po pí này ngựa gỗ, phi mau mau. Này chi mau, tô chữ số. Rồi bé gọi, cả nhà ơi, lại đây chơi. Ôi, vui quá các em đã nghe cô đọc mẫu bài rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện đọc nhé trước tiên chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ sau đồ chơi xe hơi po pí ngựa gỗ chi mau bé gọi vui tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc tiếp nói hai dòng thơ các em hãy cho cô biết bài thơ quà của bé có bao nhiêu dòng thơ à cô đếm được bài thơ có 12 dòng thơ. Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng dòng thơ. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc tiếp nói hai dòng thơ nhé. Quà của bé Ba gửi bé Túi đồ chơi Này xe hơi Còi po pí Này ngựa gỗ Phi mau mau Nay chi mau Tô chữ số Rồi bé gọi Cả nhà ơi Lại đây chơi ôi vui quá tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc khổ thơ bài thơ quà của bé có ba khổ thơ mỗi khổ thơ gồm bốn dòng thơ bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc khổ một nhé quà của bé ba gửi bé túi đồ chơi. Này xe hơi. Còi po pí. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc khổ 2. Này ngựa gỗ. Phi mau mau. Này chi mau. Tô chữ, số. tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc khổ ba rồi bé gọi cả nhà ơi lại đây chơi ôi vui quá như vậy cô đã hướng dẫn các em cách luyện đọc bài thơ quà của bé bây giờ cô yêu cầu các em bấm dừng video lại và đọc lại cả bài thơ một lần nữa cho cô nào khi nào đọc xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp các em đã đọc bài xong chưa tiếp theo cô sẽ chuyển sang phần tập viết bài học hôm nay Chúng ta sẽ tập viết câu ứng dụng sau. Chơi nhảy dây. Chơi nhảy dây. Các em hãy lấy quyển vở tập viết 1, tập 1 ra, lật ra trang số 25, bài số 5. Lưu ý, khi viết, chúng ta sẽ viết bằng kiểu chữ viết thường, đúng kiểu, đều nét giảm đúng khoảng cách giữa các con chữ đặt dấu thanh đúng vị trí bây giờ các em hãy bấm dừng video lại và bắt đầu viết bài cho cô nào khi nào viết xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp Các em đã viết bài xong chưa? À, rất tốt. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Các em hãy nhìn sang trang 89 của sách giáo khoa. Trong phần này, cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện có tựa đề là Cho nhau đồ chơi. Đây là hình ảnh trong câu chuyện. Ở tranh số 1 nói Cô sóc cho thỏ bộ lắp ráp xe ngựa gỗ và dặn, con nhờ ba ráp nhé. Tranh số 2 Thỏ cho cuốn xe ngựa gỗ Tranh số 3 Bố cuốn lắp thêm cái thùng xe Tranh số 4 Các bạn cùng ngồi lên xe đi chơi Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô kể chi tiết câu chuyện để biết rõ nội dung của câu chuyện như thế nào nhé. Cho nhau đồ chơi Trong buổi học cuối năm, thấy thỏ con buồn, cô sắp hỏi Vì sao con buồn? Thỏ thưa, nghỉ hè, con sẽ chẳng có gì để chơi cả Quà của con đây, Cô sóc đưa cho thỏ một cái bao đựng chú ngựa gỗ đã tháo rời từng phần. Thỏ cảm ơn cô sóc rồi mang chiếc bao về nhà nhờ ba lắp ráp. Thế là thỏ có một chú ngựa gỗ nhỏ. Nó phi ra sân chơi cùng các bạn đang chơi, thấy Cún con buồn, thỏ hỏi: "Cậu sao thế?" Cún đáp: "Tớ chẳng có gì để chơi." thỏ đưa chú ngựa gỗ cho cuốn và nói quà của cậu đây cuốn cưỡi ngựa gỗ về nhà em của cuốn muốn ngồi lên ngựa gỗ nhưng không đủ chỗ thấy vậy bà cuốn lấy ván gỗ ra cưa đục ráp thành một cái xe lắp vào sau chú ngựa gỗ cuốn cưỡi xe ngựa gỗ chở em đi chơi thấy chiếc xe ngựa thỏ reo lên, ôi tuyệt quá! Cún mời thỏ lên xe, tất cả cùng hát vang, la 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 la, xe chạy ra vô. Các em mà qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy cô giáo sóc rất quan tâm đến thỏ. thấy thỏ buồn, cô đưa đồ chơi cho thỏ. thỏ rất quan tâm đến cuốn. thấy cuốn buồn thỏ đưa con ngựa gỗ của mình cho cuốn. Cuối cùng, nhờ có ba cuốn, chế tạo ra một chiếc xe gỗ gắn vào con ngựa gỗ. Nhờ vậy, các bạn đều được chơi chung đồ chơi với nhau, thật là vui! Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Cách bạch phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh. Để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách Chân trời sáng tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.